Tôi là người ở thôn núi. Người phụ nữ đẹp nhất trong làng chúng tôi là một người điên. Trông cô ấy là một anh hùng. Năm đó, trong làng có lũ bùn đá. Chính trông cô ấy là người đầu tiên phát hiện và kêu mọi người chạy. Nhưng anh ấy lại vì cứu một người. Một ông lão chân tay bị kẹt, nên anh cũng đã bị lũ bùn nuốt chửng. Từ đó người phụ nữ trở nên điên loạn. Cô ấy mãi nhớ cơn mưa lớn hôm đó. Mỗi ngày đều ôm cây dù, đi đến chỗ chồng cô ấy trước mà chờ đợi, muốn đón chồng về nhà. Ngày qua ngày, năm qua năm, lúc đầu mọi người vẫn còn đối xử tốt với cô ấy. Thương cô ấy không có gì để ăn uống, luôn mang chút cơm canh đến cho cô ấy ăn lót dạ. Cô ấy lúc nào cũng ngây ngô cười và nói cảm ơn. Nhưng nơi nào cũng có kẻ đồi bại. Mấy gã độc thân trong làng thấy người phụ nữ điên rất đẹp, nên thường mang đồ ăn đến tìm cô ấy, còn hỏi cô ấy có muốn ăn bánh không. Muốn thì phải để họ ôm một cái. Người phụ nữ điên thích ăn, nên chẳng hiểu gì, rồi để người ta ôm một cái. Nhưng khi ăn gì, cô ấy đều để dành một nửa, cẩn thận giấu đi. Người khác hỏi cô ấy tại sao, cô ấy bảo muốn để lại cho chồng ăn, sợ chồng đói bụng. Làng chúng tôi rất bảo thủ. Sau khi chuyện này lan ra ngoài, phụ nữ trong làng không ai muốn giúp người phụ nữ điên này. Họ nghĩ cô ấy không biết xấu hổ, phản bội chính mình, không mang cơm cho người phụ nữ điên nữa, còn sợ chồng mình bị quyến rũ, cũng không cho đàn ông trong nhà đi đưa đồ. Điều này khiến người phụ nữ điên thường xuyên đói bụng. Nhưng gã độc thân kia lại càng quá đáng hơn. Từ yêu cầu ôm một cái ban đầu, trở thành đòi hôn một cái, sờ một cái. Mỗi khi họ muốn làm như vậy, người phụ nữ điên đều ngây ngô cười và đẩy ra, nói không được, cô ấy có chồng rồi. Vì người phụ nữ điên không cho hôn, không cho sờ, mấy gã độc thân cũng sợ cô ấy làm ầm chuyện lên, nên dần dần không thèm để ý đến cô ấy nữa. Dù là như vậy, cô ấy cũng trở thành con điếm mà mọi người trong làng đều khinh bỉ. Nhưng tôi luôn cảm thấy người sai là dân làng. Cô ấy đã làm sai điều gì? Cô ấy chỉ muốn lấp đầy bụng đói, chỉ muốn chờ chồng về nhà. Mỗi khi mấy bà tám trong làng nói xấu sau lưng cô ấy, tôi luôn tự hỏi, có ai còn nhớ chồng cô ấy là một anh hùng không? Tôi thấy cô ấy thật đáng thương, nên tôi luôn mang đồ ăn cho cô ấy. Tôi là học sinh nội trú, ba mẹ tôi mỗi ngày đều cho tôi tiền ăn. Tôi tự mua đồ ăn cho mình, ăn ít hơn một chút, mua chút bánh bao hoặc gạo mì cho người phụ nữ điên ăn. Thời gian trôi qua, có lẽ là vì chỉ có tôi không đòi hỏi gì, người phụ nữ điên trở nên thân thiết với tôi, lúc nào cũng chơi với tôi rất vui vẻ. Thậm chí có khi trời mưa, cô ấy sẽ một mình đi từ làng lên trường cấp 3 ở trấn, đón tôi tan học, vì cô ấy biết trường cấp 3 của chúng tôi là nội trú. Cô ấy sợ tôi bị ướt mưa, vì vậy dù tôi có mang dù hay không, cô ấy vẫn sẽ đến. Nhưng không lâu sau, tin đồn bắt đầu lan truyền. Mấy đứa bạn đều nói tôi có mối quan hệ với người phụ nữ điên. Miệng lưỡi của những đứa trẻ hư lúc nào cũng rất bẩn thỉu. Mỗi khi người phụ nữ điên đến đón tôi, chúng đều chỉ tay vào người phụ nữ điên trong mưa, cười nhạo người phụ nữ điên tội nghiệp ấy, nói rằng vợ cậu đến đón cậu kia. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ vì điều đó. Tôi đã nhiều lần bảo người phụ nữ điên đừng đến đón tôi nữa, nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý đến. Đã đón tôi suốt 3 năm, cũng khiến tôi bị cười nhạo suốt 3 năm cấp 3. Mỗi lần đón tôi tan học, cô ấy đều đưa cho tôi một nửa đồ ăn mà cô ấy đã ăn dở. Rõ ràng là đồ cô ấy để dành cho chồng, nhưng lại trở thành đồ để lại cho tôi. Tôi luôn nói với cô ấy rằng tôi không ăn. Mấy đứa bạn tôi biết cô ấy thích để dành đồ ăn cho chồng. Thấy cảnh đó, chúng đều cười nhạo rằng tôi là chồng của người phụ nữ điên. Người phụ nữ điên còn không biết dừng lại. Cô ấy còn nắm tay tôi nói rằng tôi là chồng nhỏ của cô ấy. Tôi vốn dĩ làm việc tốt, nhưng lại bị sỉ nhục suốt 3 năm. Cho đến khi học lớp 12, có một trận bão. Trường học chỉ học nửa buổi rồi thông báo nghỉ học. Mọi người đội mưa gió chạy ra khỏi lớp học. Người phụ nữ điên lại đến đón tôi. Cái dù đó đã rách, sợ tôi bị ướt, chạy đến, ngớ ngẩn đưa cái dù rách cho tôi. Và lúc đó tôi cũng không mang dù. Bọn bạn đều cười ầm lên. Vợ điên đến đón chồng nhỏ kia. Cô ấy còn cảm thấy rất vui, còn ngốc nghếch gọi tôi là chồng nhỏ. Tôi tức giận vô cùng, vì hôm đó cô gái mà tôi thấm thích cũng có mặt. Tôi đẩy mạnh người phụ nữ điên ngã xuống, bảo cô ấy cút đi thật xa. Tôi nói cô ấy không biết xấu hổ, phụ lòng chồng mình. Chồng cô ấy là một anh hùng, nhưng cô ấy lại làm mất mặt chồng mình. Sao không trách quách đi cho rồi? Những lời tôi nói đều là trong lúc tức giận, nhưng trong lòng tôi thực sự rất buồn. Đó là lần đầu tiên cô ấy không còn cười với tôi nữa. Cô ấy ngã xuống đất, nhìn tôi với gương mặt đầy sợ hãi. Cuối cùng cô ấy đứng dậy, nhưng vẫn đưa cái dù rách vào tay tôi, rồi sợ hãi bỏ chạy. Đợi cô ấy chạy đi rồi, tôi giải thích mọi chuyện với cô gái tôi thích, nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe. Cô ấy nói trước đây còn khá thích tôi, nhưng bây giờ mới nhận ra tôi yêu một người điên thật sự quá mất mặt. Tim tôi liền như bị vỡ đôi. Tôi ôm cái dù rách, vừa đi trong mưa vừa khóc.
vì tôi đã chịu đựng quá nhiều sỉ nhục. Nhưng khi đến lối vào chân núi, tôi lại thấy người phụ nữ điên vẫn đang đợi tôi trong gió lạnh. Cô ấy còn run rẩy. Cả người cô ấy đã bị ướt hết, nhưng vẫn ngốc nghếch ôm chặt lấy tôi. Hỏi tôi có lạnh không? Mưa quá lớn làm ướt hết quần áo của cô ấy. Trong mắt tôi, cô ấy thật sự rất đẹp dưới làn mưa. Đẹp hơn cô gái tôi thích rất nhiều. Tôi nhớ đến việc cô gái tôi thích đã từ chối tôi. Lòng tôi tràn đầy tức giận. Tôi ôm chặt lấy cô ấy. Nhưng khi tôi hôn cô ấy, mọi thứ đều thay đổi. Người phụ nữ điên nói rằng cô ấy là vợ của chồng mình. Tôi giận dữ nói rằng chẳng phải tôi là chồng cô sao? Cô chẳng phải luôn gọi tôi là chồng nhỏ sao? Tôi không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Tôi kéo thẳng cô ấy vào khu rừng nhỏ bên cạnh và hôn cô ấy. Khi thấy cô ấy khóc thét như một đứa trẻ, lòng tôi vẫn đầy sự hối hận và sợ hãi. Sau khi về, tôi không thể tha thứ cho hành động xấu xa của mình. Tôi liên tục nói với bản thân, lần sau nếu trời mưa mà cô ấy còn đến đón tôi, tôi sẽ xin lỗi cô ấy ngay khi gặp. Tôi đã dành tiền để đưa cô ấy đi ăn một bữa ngon. Nhưng tôi không kịp xin lỗi cô ấy. Lần mưa thứ hai, người phụ nữ điên gặp chuyện trên núi. Trời mưa, đường núi trơn trượt, cô ấy không giữ thăng bằng được. Cô ấy trượt từ trên núi xuống. Khi được người ta phát hiện, cô ấy đã chết cứng rồi. Tôi không biết cô ấy là đến đón tôi hay chỉ đang lang thang trên núi. Tôi mãi mãi không biết liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không. Khi tôi quay về, tôi không thấy người phụ nữ điên. Con cảm thấy khó hiểu, tôi nghĩ cô ấy tìm nơi tránh bão rồi. Thi thể của cô ấy được đưa về làng. Tôi nhìn thấy thi thể của cô ấy, toàn thân đầy vết thương, khiến tôi chạy về nhà và khóc lớn. Tôi căm ghét chính mình. Tôi thậm chí không có cơ hội để xin lỗi. Nhà của người phụ nữ điên đã không còn ai nữa. Lúc này, người dân trong làng cuối cùng cũng nhớ đến lòng tốt của chồng cô ấy. Mỗi nhà đều góp một ít tiền, định chôn các người phụ nữ điên. Nhưng vì tiền không nhiều, mọi người chỉ mua được một chiếc quan tài mới, dự định sẽ chôn cô ấy cùng với chồng. Không ai muốn lo việc cho người phụ nữ điên. Chuyện khiêng quan tài thường do người hậu bối làm. Chỉ có thể đưa thêm chút tiền để mấy gã độc thân trong làng lo liệu. Nhưng tôi lại tự nguyện xin đi khiêng quan tài. Mẹ tôi biết ý định của tôi thì vô cùng tức giận. Cả nhà đều chất vấn tôi, đang yên đang lành, sao lại muốn đi khiêng quan tài cho người phụ nữ điên ấy. Tôi khóc và nói với họ, đây là việc tôi phải làm. Tôi đã kể hết mọi chuyện giữa tôi và người phụ nữ điên. Sau khi họ nghe xong, mẹ tôi chửi lớn, nói tôi là kẻ đốn mạt, nuôi lớn một kẻ vô dụng. Bố tôi nói rằng tôi phải chuộc tội vì chuyện này, bảo tôi đi khiêng một cái lồng hương. Làng tôi có tục lệ, người chết trong oán hận không được tổ chức tang lễ lớn, phải chôn cất vào khoảng từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng, tức là giờ Tí mới khiêng quan tài. Sau đó sẽ chôn cất người phụ nữ điên. Trong làng gọi việc này là tống quỷ quan. Việc tống quỷ quan có quy tắc riêng, không được phát ra tiếng động, không được khóc, chỉ im lặng đưa quan tài đi chôn. Thứ duy nhất có thể phát ra âm thanh là kèn sona, nhưng không được gõ trống hay chiêng. Đêm khuya thanh vắng, mọi nhà trong làng đều đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào. Tôi khiêng cái lồng hương cho người phụ nữ điên. Phía trước là người thổi kèn siuner cầm giấy. Tiền giấy giải ra, tôi đi theo sau. Phía sau nữa là hai người khiêng quan tài. Người thổi kèn không thổi thành nhạc, chỉ thổi một tiếng ngắn thỉnh thoảng, là để báo cho người trong hẻm phía trước biết đoàn đưa quỷ quan đến rồi, để người sống tránh đường kịp thời. Chúng tôi ra khỏi làng, đi qua con suối nhỏ này là có thể đến mộ chồng cô ấy. Đêm nay trăng rất mờ, xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thể ngón. Tôi khiêng cái lồng hương, đi theo kinh nghiệm những lần trước. Nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên tôi trượt chân. Tôi trượt chân và ngã nhào. Tôi nghĩ mình có thể đứng vững, nhưng hình như có thứ gì đó dùng sức kéo lấy mắt cá chân tôi. Tôi lập tức ngã xuống. Ngã rất mạnh, nhưng tôi không dám kêu lên, vì khi tống quỷ quan không được phép có tiếng động, nếu không sẽ làm kinh động người chết. Cô ấy lúc sống đã không tốt, ít nhất sau khi chết, tôi muốn cô ấy được an nghỉ. Tôi ngã úp mặt xuống đất, mặt tôi chìm trong dòng suối, bị sặc mấy ngụm nước. Nhưng lúc đó, mắt cá chân tôi lại bị kéo mạnh, cả người tôi bị kéo trượt đi trong dòng suối. Mấy người bên cạnh thấy vậy sợ chết khiếp, họ vội vàng đặt nhẹ quan tài xuống. Không nói lời nào, họ chạy đến kéo tôi dậy. Phải mất rất nhiều công sức mới kéo được tôi lên. Tôi nôn ra vài ngụm nước. Người thổi kèn siêu nao lấy đèn pin chiếu vào người tôi. Ông ta hạ giọng hỏi tôi có sao không. Tôi nói hình như mắt cá chân bị thứ gì đó kéo. Rồi họ chiếu đèn pin vào mắt cá chân tôi. Nhưng ngay khi vừa chiếu vào, mọi người đều hoảng sợ. Tôi cũng sững sờ. Trên mắt cá chân tôi có một dấu đen. Dấu đó giống như dấu tay của một người, rất rõ ràng. Người thổi kèn siêu nao là một trưởng bối cùng tộc trong làng.
chính ông ấy là người đầu tiên phát hiện thi thể của người phụ nữ điên. Khi nhìn thấy dấu vết trên chân tôi, ông ấy lập tức trở nên nghiêm nghị, bảo tôi đừng tiếp tục nữa, nói rằng người chết không hài lòng với tôi, nếu tiếp tục, sẽ có chuyện xảy ra. Tôi không sợ, mà là không thể ngờ rằng, cô ấy thậm chí không cho tôi cái quyền được khiêng lồng hương. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cô ấy hận tôi. Cái lồng hương được trưởng bối thu lại, tôi cũng bị đuổi về nhà. Tôi, một người đàn ông trưởng thành, lại không kìm được mà khóc. Đó là sự hối hận sâu sắc của tôi đối với cô ấy. Gia đình tôi thấy tôi về nhanh như vậy, họ đều hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi liền kể lại mọi chuyện. Bố mẹ tôi nghe xong thì sợ chết khiếp, vội vàng xem mắt cá chân của tôi. Nhưng họ không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy sợ hãi. Bố tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi, ông liền đạp xe bạo bánh ra ngoài trong đêm, mời một thầy chia làm đám tang về. Thầy đến hỏi chúng tôi có phải đang làm đám tang không. Bố mẹ tôi liền kể lại mọi chuyện cho thầy. Sau khi nghe xong, thầy yêu cầu xem mắt cá chân của tôi. Khi nhìn thấy dấu vết, thầy nói đây là dấu móng tay của ma quỷ. Thầy còn nói rằng tôi đã bị một con quỷ dữ bám theo. Cả gia đình tôi đều sợ chết khiếp, vội vàng cầu xin thầy giúp đỡ. Nhưng thầy nhất quyết không chịu giúp. Thầy nói rằng mình chỉ lo mấy việc tang ma bình thường thôi. Thầy không quản những chuyện như vậy và bảo với chúng tôi, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ngày người phụ nữ ấy quay về vào lễ thất tuần, chính là lúc cô ấy sẽ lấy mạng tôi. Vì cô ấy đã từng hận tôi, hận đến mức muốn dắt tôi để tôi theo cô ấy. Thầy thực sự sợ chuyện này. Dù bố tôi có van xin thế nào, cầu xin thầy giúp đỡ, thầy vẫn không chịu. Cuối cùng thầy còn bỏ đi trong đêm. Thầy còn nói với chúng tôi, nếu tôi không muốn chết thì hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng có thể chạy thoát khỏi ngày đầu, nhưng không thoát khỏi ngày 15, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy, còn liên lụy đến những người thân ở địa phương. Mẹ tôi tức giận vô cùng. Khi thầy rời đi thì trời đã sáng. Mẹ tôi tức giận đến mức vừa khóc vừa chửi trước mọi người phụ nữ điên, nói rằng con trai bà đã không bạc đãi cô ấy, chỉ là có một lần lỡ dại, xin đừng dồn người ta đến đường chết. Nhưng mắng chửi thì có ích gì chứ. Bố mẹ tôi mua rất nhiều đồ về nhà, đặt rất nhiều tượng thần thánh vào trong nhà. Chúng tôi không định chạy trốn, vì thầy đã nói rất rõ, chạy cũng sớm muộn gì cũng bị tìm thấy, còn liên lụy đến người thân, chúng tôi không thể làm như vậy. Mấy ngày qua tôi sống trong mê muội, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh người phụ nữ điên. Nhớ lại cảnh tôi đẩy cô ấy ngã xuống đất và mắng chửi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Vào ngày thất tuần của người phụ nữ điên, người ta nói linh hồn sẽ quay về. Mọi người nghĩ rằng người phụ nữ điên không có nhà, luôn ăn nhờ cơm của nhiều nhà, rất có thể sẽ đến bất kỳ nhà ai. Vì vậy, tối hôm đó, mọi người đều đặt một bát cơm trắng trước cửa, nhưng không mở cửa. Ý là mời ăn xong thì hãy đi, đừng mở cửa. Không biết vì sao tối hôm đó chó sủa rất nhiều. Chó ở ngôi làng nhỏ trên núi này, thực ra ban đêm không thích sủa, vì ngôi làng này quá xa xôi hẻo lánh, gần như không có người lạ nào đến. Mà làng thì lại nhỏ, ai cũng quen nhau cả. Chó thường không thích sủa, nhưng đêm hôm đó, chó trong làng đều sủa dữ dội. Thỉnh thoảng có con còn chui vào chuồng chó, kêu lên những tiếng rên rỉ như đang cầu xin tha thứ. Tôi đứng trong phòng trên lầu nhìn xuống qua cửa sổ, bầy chó đang chạy khắp làng, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo chúng. Chúng sủa rất dữ dội. Thỉnh thoảng khi chạy, chúng dừng lại và nhìn về phía sau, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Nhìn một lúc rồi lại tiếp tục chạy. Trong tình huống này, chắc chắn không ai dám ra ngoài. Nhưng tôi đã ra ngoài, dù bố mẹ có dặn đi dặn lại bảo tôi không được mở cửa. Tôi vẫn mở cửa sổ và trèo từ tầng 2 ra ngoài. Giữa đêm khuya, tôi dò dẫm trong bóng tối đến trước mộ của người phụ nữ điên và chồng cô ấy. Tôi mang theo bánh bao và mì nước mà tôi thường chia cho cô ấy, cẩn thận đặt trước mộ. Tôi không kìm được mà khóc, xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi đã hại cô. Nếu cô muốn lấy mạng tôi cũng không oán hận, nhưng hy vọng cô đừng làm hại bố mẹ tôi. Tôi nói với cô rằng mọi nhà đều chỉ để bát cơm trắng, tôi hy vọng cô ấy có thể ăn ngon hơn một chút. Tôi ngồi trước mộ và kể với cô ấy về những chuyện trước đây. Càng nói, tôi càng cảm thấy mình thật tệ hại. Cô ấy đã đối xử với tôi rất tốt, dù cô ấy ngốc nghếch, nhưng mỗi khi trời mưa, cô ấy luôn đến đón tôi. Dù bụng có đói đến đâu, cô ấy vẫn để dành một nửa đồ ăn cho tôi. Tôi thật là một kẻ vô nhân tính. Tôi khóc lóc đến khi trời gần sáng. Bố mẹ tôi tìm thấy tôi. Khi họ vừa tìm thấy tôi, họ tức giận tát tôi một cái, nước mắt cũng rơi xuống, hỏi tôi sao lại ngốc như vậy. Tôi nói với họ đừng lo lắng, chẳng phải lễ thất tuần đã qua rồi sao, và tôi cũng không hề gặp chuyện gì. Chắc chắn là tôi đã làm cảm động người phụ nữ điên, khiến cô ấy tha thứ cho tôi. Bố mẹ tôi thấy tôi thực sự không sao sau lễ thất tuần, nên đưa tôi về nhà.
Nhưng khi quay về, làng như đang có chuyện gì náo nhiệt. Mọi người đều tập trung ở cổng làng. Chúng tôi tò mò tiến lại gần xem. Và tôi ngớ người ra. Trên cây ở cổng làng có một người treo cổ chớp. Người đó là trưởng bối đã thổi kèn siêu nơ trước đó. Ông ấy bị treo lên bằng chính thắt lưng của mình. Lưới ông ấy thể dài ra, mắt lồi ra như sắp rơi khỏi hốc. Và trên người ông ấy có một dấu vết giống hệt tôi. Ở cổng làng có một chiếc camera. Vì làng chỉ có một lối ra vào. Trước đây, người ta thường mất chó. Cả xe máy hay xe ba bánh cũng bị trộm. Nên ở chỗ này mới lắp camera. Mọi người đã báo cảnh sát trước khi cảnh sát đến. Có người tò mò mở camera ra xem. Mọi người súng lại. Tôi cũng không kìm được mà tiến lên xem. Vừa nhìn qua, tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc nửa đêm 12 giờ, thấy trưởng bối đó đến cổng làng. Nhưng ông ấy không tự đi tới. Ông ấy như thể đang ngủ. Bị ai đó lôi ra ngoài. Nhiều lần cố gắng bỏ ra ngoài. Nhưng đều bị một bàn tay vô hình kéo lại. Chiếc thắt lưng của ông ấy cũng lơ lửng trong không trung. Như thể có một người vô hình đang cầm thắt lưng kéo đi. Trưởng bối rõ ràng đã hét lên vài tiếng, nhưng tiếng chó sủa trong làng đã át đi. Sau đó ông ấy đã kháng cự vài lần. Cuối cùng kiệt sức, cả người bị treo trên cây. Lúc đầu ông ấy còn dãy dụa vài cái, nhưng rất nhanh đã bất động. Mọi người đều sợ chết khiếp, bảo rằng có ma quỷ quấy phá. Tôi cũng không thể ngờ. Tôi chưa gặp chuyện gì, nhưng vị trưởng bối đó đã chết. Tất cả điều này khiến bố mẹ tôi rất sợ hãi. Vì trên người người chết và tôi đều có dấu vết giống nhau. Cảnh sát nhanh chóng đến điều tra. Họ lấy video từ camera giám sát, bảo dân làng đừng lan truyền tin đồn khắp nơi, chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Họ còn nghiêm khắc phê bình dân làng, vì họ biết về việc người phụ nữ điên đã được chôn cất trước đó. Khi phát hiện thi thể ngoài trời, phản ứng đầu tiên phải là báo cảnh sát. Sao các người có thể tự ý chôn cất như vậy? Họ thậm chí đã khai quật mộ và mang theo cả thi thể của người phụ nữ điên, nói rằng họ sẽ khám nghiệm tử thi cho cô ấy. Cả nhà tôi ngơ ngác quay về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ tôi không kìm được mà khóc. Tôi biết bà đang lo lắng. Tôi định an ủi bà vài câu, nhưng không thể thốt nên lời. Bố bảo tôi về phòng nghỉ ngơi một chút, còn nói dù thế nào cũng sẽ tìm cách cứu mạng tôi. Tôi quay về phòng. Rõ ràng cả đêm tôi không ngủ, nhưng vẫn không thấy mệt. Tôi vẫn đang nghĩ về người phụ nữ điên ấy. Không hiểu tại sao cô ấy lại lấy mạng của vị trưởng bối đó. Đến trưa, nhà tôi có một vị khách đến, chính là thầy cao nhân trước đó. Rõ ràng thầy đã nói sẽ không quản nữa, nhưng thầy vẫn đến nhà tôi. Tôi không biết bố mẹ đã trả giá thế nào để mời thầy đến. Trong nhà còn làm thịt một con gà, nấu lên cho thầy ăn. Thầy gọi tôi lại ngồi cạnh. Thầy hỏi han tôi cẩn thận. Thật kỳ lạ, vì những con quỷ dữ lấy mạng người đều làm vào lễ thất tuần. Giờ lễ thất tuần đã qua, nhưng cậu lại không gặp chuyện gì. Theo lý mà nói, cậu lẽ ra phải chết cùng với vị trưởng bối đó mới đúng. Thầy nói với tôi, chính vì đêm nay tôi không gặp chuyện gì, nên thầy cảm thấy có lẽ không đến mức kinh khủng như vậy, và sẵn sàng đến giúp. Tôi hỏi thầy bây giờ nên làm thế nào. Thầy bảo đừng vội, bảo tôi về ngủ một giấc thật ngon, đợi đến lúc mặt trời lặn rồi tính tiếp. Thầy còn bảo tôi đừng quá căng thẳng. Thầy nói rằng nếu lễ thất tuần đã qua mà vẫn chưa có chuyện, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe thầy nói vậy, tôi mới thấy yên tâm được phần nào. Sau khi ăn xong, tôi trở lại giường ngủ cho đến khi mặt trời lặn. Khi tỉnh dậy thì ánh nắng đã tắt. Cả bầu trời là một màu xanh lam, mờ mịt và không rõ ràng. Thầy đến phòng tôi. Thầy mang theo nhiều đồ. Thầy nói với tôi rằng nếu người phụ nữ điên thực sự là quỷ dữ, thì chắc chắn cô ấy vẫn chưa chuyển kiếp. Nếu cậu thực sự gặp nguy hiểm, thì tối nay sẽ xảy ra chuyện. Sau đó, thầy lấy từ trong túi ra rất nhiều cây nến nhỏ màu trắng, bảo bố mẹ tôi rời giường ra ngoài. Căn phòng lập tức trở thành một khoảng trống. Thầy bảo tôi ngồi thẳng xuống đất. Rồi thầy đặt những cây nến trắng này xung quanh tôi, vây quanh tôi. Sau đó thầy chọn 3 cây nến từ đống nến, rồi dùng kim chích ngón tay tôi, dùng máu của tôi bôi lên để nến. Thầy bảo tôi ra khỏi phòng đợi một lát. Vài phút sau, thầy bảo tôi vào lại phòng. Thầy hỏi tôi vì sao khi đi đường ban đêm không được quay đầu lại. Tôi vội lắc đầu nói không biết. Thầy nói ma quỷ hại người phần lớn là do hiện tượng quỷ thổi đèn. Vì con người sợ ma 3 phần, còn ma quỷ sợ người 7 phần. Chỉ cần một người có chính khí mạnh mẽ, thì những hồn ma lang thang sẽ không thể đến gần. Và thứ điều khiển dương khí của con người chính là 3 ngọn đèn mạnh, lần lượt nằm ở trên đỉnh đầu và 2 bên vai.
đi đường ban đêm không được quay đầu, chính là để tránh việc quỷ thổi đèn. Có một số hồn ma muốn hại người, chúng sẽ thổi một luồng gió lạnh vào vai người đó. Nhưng gió lạnh không thể thổi tắt chính khí của con người. Nhưng nếu người đó quay đầu vì tò mò, lúc quay đầu sẽ tạo ra một luồng gió kết hợp với luồng gió lạnh do quỷ thổi, sẽ thổi tắt ngọn đèn mạnh của người đó. Giống như vị trưởng bối trước đó, thầy đã khẳng định ông ấy chính là bị quỷ thổi đèn trước, vì vậy mà bị ma quỷ xâm nhập. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, vị trưởng bối có lẽ đã bị lôi ra ngoài khi đang ngủ, nhưng ông ấy không thể quay đầu lại. Thế thì làm sao đèn mạnh của ông ấy bị thổi tắt được? Còn một điều nữa khiến tôi thắc mắc, khi tôi đưa quỷ quan đi, rõ ràng đèn mạnh của tôi không bị thổi tắt, vậy tại sao lại đột ngột bị ma quỷ nắm lấy mắt cả chân? Có phải điều này chứng tỏ con quỷ này có thể hại người, dù không cần thổi tắt đèn mạnh cũng được không? Tôi nêu lên những thắc mắc này với thầy cao nhân, nhưng thầy cũng không biết, chuyện lần này vượt ngoài hiểu biết của tôi. Nhưng thầy đã đưa ra phương pháp tốt nhất cho tôi rồi. Tôi hỏi tiếp theo tôi nên làm gì? Thầy chỉ vào những cây nến dưới đất. Thầy nói đã giấu ba ngọn đèn mạnh của tôi trong số những cây nến này. Nếu đêm nay con quỷ đến, chắc chắn nó phải thổi tắt đèn mạnh trước mới có thể hại tôi. Việc tôi cần làm là cầm diêm mồi đây. Bất kể con quỷ thổi tắt bao nhiêu cây nến, chỉ cần bình tĩnh thắp lại những cây nến đó. Có nhiều cây nến ở đây, cụ thể thì ba ngọn nào là đèn mạnh của tôi? Thầy lắc đầu, bảo rằng không thể nói cho tôi biết, vì một khi tôi biết cây nào là đèn mạnh, ánh mắt tôi sẽ không thể không nhìn về chúng. Lúc đó con quỷ sẽ nhận ra. Thầy còn dặn tôi đừng hoảng sợ. Âm khí của ma quỷ không đủ mạnh như vậy. Thổi tắt nến cũng cần thời gian. Sẽ không có cảnh tất cả nến đều bị thổi tắt cùng lúc. Bảo tôi tuyệt đối đừng căng thẳng. Sau khi dặn dò xong những việc này, thầy chuẩn bị rời đi. Thầy nói sẽ không quản chuyện này nữa. Ý thầy là tôi chỉ có một cơ hội đêm nay. Phải tận dụng lúc con quỷ mệt, nói chuyện tử tế với nó, để hóa giải ân oán giữa tôi và con quỷ. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của thầy. Thầy đã làm đến mức này là quá tốt rồi. Tôi hỏi thầy liệu có thứ gì mà hồn ma sợ không? Thầy đưa cho tôi một con dao, nói rằng con dao này là di vật của một tên thổ phỉ thời xưa để lại. Con dao này đã từng giết rất nhiều người, mang theo sát khí. Nếu chém dao vào chính giữa trán của hồn ma, thì có thể trừ khử được nó. Nhưng thầy nói rất nghiêm túc rằng tôi chỉ có một cơ hội. Nếu lỡ tay chém lệch vào phần khác của hồn ma, thì sát khí của con dao này sẽ mất hiệu lực. Thực ra tôi cũng không chắc liệu mình có cầm dao chém người phụ nữ điên không. Tôi nghĩ rằng mình đã hại trước cô ấy, sao có thể nỡ cầm dao chém cô ấy. Thầy đã đi rồi, chỉ còn lại tôi một mình trong phòng. Bố mẹ tôi nghe theo lời khuyên của thầy, nhanh chóng thu dọn hành lý ra thị trấn ở, vì lo rằng hồn ma không làm hại được tôi, sẽ hại những người thân cận, lúc đó sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Trước khi đi, mẹ tôi khóc đến đỏ cả mắt, bảo tôi phải tự bảo vệ mình thật tốt. Tôi ở lại một mình trong phòng, lặng lẽ nhìn những cây nến cháy. Trời tối, bên ngoài lại vang lên tiếng chó sủa, còn dữ dội hơn lần trước. Gió lớn thổi qua con đường bên ngoài, làm đèn lồng trước cửa nhà rung lắc. Một số người trong làng lo rằng hồn ma sẽ quấy phá, nên đã thắp sáng đèn lồng đỏ, hy vọng có thể xua tan điều xui rủi. Nhưng gió quá lớn, ngọn lửa trong đèn lồng chập chờn, rồi nhanh chóng bị thổi tắt. Con đường trước nhà chìm trong bóng tối. Chó dưới nhà bỗng phát ra tiếng rên rỉ, kèm theo một tiếng két kéo dài. Cửa dưới nhà đột nhiên mở ra. Tôi vội vàng ngồi xuống giữa những cây nến. Tôi không biết tại sao cửa lại mở, nhưng chắc chắn không phải do gió thổi. Rõ ràng bố mẹ tôi đã đóng cửa trước khi rời đi. Căn phòng im ắng đến lạ. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của mình và cả tiếng tim đập. Đột nhiên có tiếng bước chân chậm chậm vang lên từ cầu thang. Những cây nến trong phòng bắt đầu lung lay. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chăm chăm nhìn vào cửa phòng. Bất thình lình, một cái đầu lạnh lẽo từ từ ló ra khỏi cửa. Gương mặt người đó trắng bệch, mắt chỉ có đồng tử mà không có tròng trắng. Bóng tối bao trùm, lặng lẽ ló đầu ra nhìn tôi. Khi tôi nhìn thấy gương mặt của ông ấy, tim tôi không khỏi đập mạnh. Không ngờ đó không phải là người phụ nữ điên, mà là vị trưởng bối đã chết trước đó. Ông ấy đứng ở cửa nhìn tôi một lúc, nở một nụ cười kỳ lạ. Rồi ông ấy cúi người xuống, bò bằng bốn chi một cách vặn vẹo. Sau đó dừng lại trước những cây nến. Tôi chăm chú nhìn vị trưởng bối, không hiểu tại sao lại là ông ấy đến đây. Khuôn mặt của vị trưởng bối từ từ tiến lại gần những cây nến. Làn da tái nhợt lộ ra rõ ràng, như thể sắp vỡ tung ra. Đột nhiên, ông ấy thổi một luồng khí lạnh,
thổi tắt một mảng lớn nến. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế đôi tay đang run rẩy đốt cháy que diêm và thắp lại những cây nến đó. Vị trưởng bối nghiêng đầu, cố gắng đưa tay chạm vào tôi. Tim tôi đập nhanh dữ dội, nhưng tôi vẫn không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Bất thình lình, khi vị trưởng bối sắp chạm vào tôi, bàn tay ông ấy như bị đâm trúng thứ gì đó, vội vàng rụt tay lại. Tạ ơn trời đất, thầy cao nhân đã nói, đèn mạnh, ít nhất phải thổi tắt hai ngọn thì ma quỷ mới có thể hại người. Điều này có nghĩa là hoặc là ông ấy chưa thổi tắt được hai ngọn, hoặc là ông ấy đã thổi tắt được hai ngọn rồi. Chỉ là tôi đã kịp thắp lại một ngọn. Bất kể là tôi hay ông ấy, đều không biết đèn mạnh thực sự nằm ở đâu. Vị trưởng bối đột nhiên cười quái dị, tiếng cười như thể phát ra từ sâu trong cổ họng, nghe mà khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi chợt cảm thấy lo lắng, vì rõ ràng tôi chưa kịp thắp lại tất cả các cây nến. Sau đó, vị trưởng bối lại thổi thêm một luồng khí lạnh. Lần này chỉ còn lại ngày mồng 1 tháng 5 số nến. Tôi như lửa đốt trong lòng, vội vàng dùng diêm để thắp lại những cây nến đó. Vị trưởng bối một lần nữa đưa tay về phía tôi, nhưng ngón tay của ông ấy lại bị đâm trúng và rụt về. Xem ra ít nhất hai ngọn đèn mệnh nằm trong số ngày mồng 1 tháng 5 cây nến còn lại. Nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không kịp thắp lại hết chỗ nến đó, ông ấy sẽ thổi thêm một luồng khí lạnh thứ ba. Lúc đó tôi chắc chắn sẽ chết. Trong nguy cấp, tôi chợt nghĩ ra, tôi đặt một số cây nến trước mặt và một số đặt sau lưng. Như vậy có thể dùng thân thể của mình để chắn gió lạnh. Hành động này khiến vị trưởng bối tức giận. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi ngày càng dữ tợn. Nhưng tôi không muốn sợ ông ấy. Thầy cao nhân đã nói, càng sợ ma quỷ thì chúng càng hung ác. Tôi cũng không ngờ vị trưởng bối lại đến để hại tôi. Nỗi sợ trong tôi đã biến thành sự tức giận. Sau khi thay vị trí nến, tôi tiếp tục thắp lại những cây nến. Còn ông ấy lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt. Tôi hít một hơi thật sâu và hét thẳng vào mặt ông ấy, mày định làm gì hả? Người khác còn chưa hại tôi, mà mày lại đến hại tao. Nếu tao chết, tao cũng sẽ thành ma và rớt cả nhà mày. Điều khiến tôi ngạc nhiên là vị trưởng bối lại bị tiếng hét của tôi làm cho sợ hãi. Khi con người tức giận, thường sẽ có những khoảng trống trong đầu. Tôi lại nhớ ra rằng không được sợ ma quỷ, liền cầm dao lên, hét lớn và đuổi theo vị trưởng bối. Kết quả là ông ấy sợ hãi bò về phía cầu thang. Tôi cầm dao hét thêm một tiếng nữa. Ông ấy rõ ràng sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười quái dị. Tôi đã suy nghĩ thông suốt. Một lát nữa, nếu ông ấy còn dám đến thổi tắt đèn mạnh, tôi sẽ dùng dao này chém thẳng vào trán ông ấy. Ai dám làm tôi trước thì tôi sẽ khiến hắn hồn siêu phách lạc. Tôi quay lại chỗ ngồi, thắp lại tất cả các cây nến. Mỗi khi vị trưởng bối định lại gần, tôi lại cầm dao và dọa nạt ông ấy. Và ông ấy không dám lại gần nữa. Cuối cùng, có vẻ như ông ấy cảm thấy không thể làm gì thêm, nên đã hoàn toàn rút lui. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đảm bảo rằng tất cả các cây nến đều đang cháy. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ 30 phút đêm. Thầy cao nhân đã nói, chỉ cần qua giờ Tý, sẽ không còn vấn đề gì nữa, vì giờ Tý là lúc âm khí nặng nhất. Lúc đó ma quỷ mới có thể hại người. Tôi còn phải cầm cự thêm một tiếng rưỡi nữa. Tôi tưởng rằng vị trưởng bối định bỏ cuộc. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt con dao trong tay. Tôi sẽ quyết chiến với ông ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Nhưng lần này người đến không phải là vị trưởng bối, mà là con trai của ông ấy. Con trai ông ấy xách theo một số nước, với gương mặt đầy sợ hãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảnh giác hỏi, cậu định làm gì? Cậu ta run rẩy nói, bố tôi hiện về trong mơ nhờ tôi. Tiểu Trương, xin lỗi nhé. Nói xong, cậu ta bất ngờ hất cả số nước, tạt thẳng vào phía tôi. Những cây nến xung quanh tôi ngay lập tức bị dập tắt gần hết. Cậu ta run rẩy nói lời xin lỗi lần nữa, rồi vội vã chạy đi. Tôi hoảng loạn, vội vàng thắp lại những cây nến, nhưng những cây nến này đã bị ướt sũng, rất khó để thắp sáng lại. Cửa sổ đột nhiên bị đẩy mở ra. Cái đầu của vị trưởng bối đã ở đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ấy bò vào từ cửa sổ như một con thần lằn. Tiếng cười kỳ quái lại vang lên từ cổ họng ông ấy. Ông ấy đi đến chỗ cây nến còn lại. Tôi không còn quan tâm được nữa, vội vàng cầm lấy con dao và chạy thẳng xuống dưới nhà. Tôi không kịp cứu vãn những cây nến đã bị ướt.
Tôi cuống cuồng chạy xuống cầu thang, vội vàng chạy về phía cửa. Nhưng một cơn gió lạnh thổi qua, cửa đột ngột đóng sập lại. Căn nhà chìm vào bóng tối và im lặng. Tôi thở hổn hển, không thể nhìn rõ xung quanh. Tôi cố gắng bật đèn. Đèn trong nhà trở nên cực kỳ mờ tối, thậm chí còn nhấp nháy, như thể sắp mất điện bất cứ lúc nào. Tôi nắm chặt dao bằng cả hai tay, căng thẳng nhìn xung quanh. Bất ngờ, sấm sét vang lên, phía trước chiếu sáng cả căn phòng. Tôi nhìn thấy vị trưởng bối bỏ xuống. Theo sau đó là tiếng sấm rền vang, cùng với hình bóng của vị trưởng bối. Suýt nữa làm tôi đánh rơi con dao. Tôi không dám chém bừa, vì sợ không chém trúng đúng chỗ. Trong lòng tôi căm ghét con trai của ông ấy. Vị trưởng bối lao tới, bóc chặt lấy cổ tôi. Sức mạnh của ông ấy khiến tôi hoàn toàn không thể phản kháng. Tôi cảm thấy cả người mình bị kéo lê đi. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, không thể thở nổi, hoa mắt chóng mặt. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một cái bóng lao mạnh vào. Người của vị trưởng bối. Tôi ngã lăn ra đất. Bản năng tôi giữ chặt lấy con dao, muốn nhìn xem ai đã cứu tôi. Nhưng khi nhìn rõ, tôi bàng hoàng. Người cứu tôi lại chính là người phụ nữ điên. Cô ấy vẫn đầy những vết thương. Người phụ nữ điên cũng có khuôn mặt trắng bệch như vị trưởng bối. Mắt cô ấy chỉ toàn là một màu đen của đồng tử. Trong nhà tôi giờ có hai con quỷ dữ. Họ cảnh giác nhìn nhau, phát ra tiếng động kỳ lạ từ cổ họng, như thể hai con thú dữ đang đối đầu. Vị trưởng bối đột nhiên di chuyển, nhưng ông ấy không lao về phía người phụ nữ điên, mà lao thẳng về phía tôi. Người phụ nữ điên thấy vậy, vội vàng đứng chắn trước tôi. Nhưng ngay lập tức, cô ấy bị vị trưởng bối bóp chặt lấy vai. Ông ấy ngay lập tức há miệng, cắn vào cổ của cô ấy. Người phụ nữ điên hét lên trong đau đớn. Tôi bỗng dưng hoảng loạn, tôi đâu phải người mù, hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Cô ấy bị vị trưởng bối bắt giữ là do tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi giơ dao nhắm thẳng vào trán của vị trưởng bối. Nhưng ông ấy biết tôi định làm gì. Ông ấy nắm chặt vai người phụ nữ điên, xoay người tránh để tôi không nhắm trúng. Trong cơn khẩn cấp, người phụ nữ điên đã đẩy mạnh ông ấy ra. Nhưng một miếng thịt trên cổ cô ấy đã bị cắn rời. Tôi tận mắt thấy vết thương của cô ấy nhanh chóng lành lại, như thể chưa từng bị thương. Nhưng cơ thể cô ấy bắt đầu trở nên trong suốt hơn. Cô ấy nắm lấy tay tôi, vội vàng dẫn tôi chạy ra ngoài. Tay cô ấy lạnh đến mức đáng sợ, không có chút hơi ấm nào. Chúng tôi lao vào màn mưa đêm. Tôi chạy theo cô ấy, mà không biết cô ấy định đưa tôi đi đâu. Tôi ngoái đầu nhìn lại, vị trưởng bối đang đuổi theo phía sau. Tôi vội lau nước mưa trên mặt và tiếp tục chạy. Nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ điên, tôi lại nhìn thấy cô ấy. Cô ấy không hại tôi, ngược lại, cô ấy đến để cứu tôi. Cho đến khi chúng tôi chạy đến con suối, tôi mới hiểu cô ấy muốn đưa tôi đến đâu. Cô ấy đang đưa tôi đến mộ phần. Sấm chớp không ngừng vang lên, cơn mưa như chút nước càng khiến đêm tối thêm kỳ dị. Tôi chật vật chạy đến trước mộ của người phụ nữ điên, nhưng phát hiện ra có một người khác ở đó. Người đó tôi chưa từng gặp, nhưng trông rất quen thuộc. Đó là chồng của người phụ nữ điên. Tôi đã nhìn thấy di ảnh của ông ấy trên bia mộ. Người chồng đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn vị trưởng bối đang đuổi theo chúng tôi. Vị trưởng bối bỗng nhiên không dám tiến lên nữa. Ông ấy vừa mới hăng hái đuổi theo chúng tôi, nhưng giờ lại không dám đến gần. Tôi run rẩy lau nước mưa trên mặt. Người phụ nữ điên bất ngờ ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói với tôi đừng sợ. Vòng tay của cô ấy rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi ngây người, đưa tay ra, tôi lau nước mưa trên mặt cô ấy. Cô ấy nhìn tôi một cách bình tĩnh, như thể không còn điên nữa. Vị trưởng bối vẫn không dám tiến lại gần. Ông ấy giận dữ đi vòng quanh tại chỗ. Cuối cùng, ông ấy rời đi. Lúc này, người phụ nữ điên cuối cùng cũng mỉm cười với tôi, như thể đó là nụ cười ngốc nghếch cô ấy đã từng cười suốt 3 năm qua. Rõ ràng đôi mắt của cô ấy đen như mực. Rõ ràng cơ thể cô ấy không có chút ấm áp nào, nhưng lại khiến trái tim tôi hoàn toàn tan chảy. Có phải chồng nhỏ sợ lắm rồi không? Lúc này, tôi không thể kìm nén nữa và khóc thành tiếng. Tôi lao vào vòng tay cô ấy, khóc to đến mức tôi không ngừng nói xin lỗi. Tôi hối hận vô cùng, nước mưa hòa lẫn với nước mắt tôi rơi xuống. Gương mặt cô ấy cũng lộ ra chút buồn bã, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nói với tôi. Đừng khóc trước mặt chị. Hồn ma không thể có sự phụ thuộc, nếu không, sẽ không thể chuyển kiếp được. Tôi chỉ biết lau đi nước mắt, cố gắng kìm nén để không khóc nữa. Chồng của người phụ nữ điên nhìn tôi một cái, rồi trở lại ngôi mộ của mình. Cô ấy không ngừng an ủi tôi, bảo tôi đừng sợ. Còn nói rằng mấy ngày tới cứ đến chỗ cô ấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy nói rằng đã có thể chuyển kiếp,
Nhưng vì chồng nhỏ, cô ấy sẽ ở lại trần gian thêm vài ngày. Tôi làm theo lời người phụ nữ điên nói. Suốt cả đêm, vị trưởng bối không quay lại tìm tôi. Chúng tôi cứ ngồi đó mà trò chuyện, dù rõ ràng tôi đang nói chuyện với một hồn ma. Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi nói chuyện cho đến khi trời sáng. Cô ấy bảo tôi ngày mai hãy quay lại. Sau đó cô ấy cũng trở về mộ của mình. Tôi không dám đi lung tung, chỉ ngồi lại bên cạnh mộ của cô ấy. Đây rõ ràng là một ngôi mộ, nhưng lại là nơi khiến tôi cảm thấy yên tâm nhất. Tôi cứ ngồi đợi cho đến khi trời sáng, thấy cao nhân và bố mẹ tôi cũng quay lại. Tôi kể lại chuyện này cho họ nghe. Họ đều rất ngạc nhiên sau khi nghe. Bố tôi thậm chí không kìm nén được. Bố tôi muốn đi dạy cho con trai của vị trưởng bối kia một bài học. Nhưng thầy cao nhân ngăn lại bảo ông đừng đi. Thầy nói rằng thầy đã có một suy đoán trong lòng, nhưng không tiện nói ra. Thầy cao nhân còn bảo chúng tôi, vì hồn ma của người phụ nữ điên và chồng cô ấy sẽ bảo vệ cậu. Cậu nên đến đây vào mỗi giờ tí từ nay về sau. Thầy còn nghiêm khắc dặn dò tôi, tuyệt đối không được hỏi người phụ nữ điên trước như thế nào. Nếu không, sẽ khiến hồn ma lưu luyến trần thế và ảnh hưởng đến việc chuyển kiếp. Tôi nghe theo lời thầy cao nhân. Đến mỗi đêm, tôi lại đến mộ của người phụ nữ điên vào giờ tí. Bố mẹ sợ tôi chịu khổ ở đây, nên đã đặc biệt mua cho tôi một cái lều nhỏ. Người phụ nữ điên lại bò ra từ mộ. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, vẫn gọi tôi là chồng nhỏ. Tôi cảm thấy rất ngượng ngùng và cũng hơi sợ hãi, vì tôi đã nhìn thấy hồn ma của chồng cô ấy. Hơn nữa, chúng tôi đang ở ngay trước mặt ông ấy. Người phụ nữ điên nhận ra nỗi sợ của tôi. Cô ấy bảo tôi đừng lo lắng. Cô ấy nói rằng người và ma vốn dĩ đi trên những con đường khác nhau. Chồng cô ấy sẽ không ghen. Rồi cô ấy kéo tôi vào trong lều nhỏ, bảo tôi yên tâm ngủ ở đây. Tôi nhớ đến cái chết của cô ấy và vẫn cảm thấy rất buồn, nên tôi hỏi cô ấy có hận tôi không. Cô ấy lắc đầu và nhẹ nhàng nói với tôi, 3 năm trước, cô ấy có người chồng tốt nhất trên thế giới. Và trong 3 năm qua, cô ấy có tôi là chồng nhỏ. Nếu không có tôi, cô ấy đã sớm chết đói ngoài đường rồi. Cô ấy nói không hề hận tôi chút nào. Ngược lại, cô ấy rất biết ơn tôi. Trong 3 năm mờ mịt đó, tôi đã cho cô ấy cảm nhận được hơi ấm gì nhất. Tôi luôn nói chuyện với cô ấy cho đến hết giờ tí. Chúng tôi đã nói về rất nhiều điều, như thể không bao giờ hết chuyện để nói. Vài ngày sau, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Đây không phải là một vụ trước do ngạ thông thường. Trong cơ thể người phụ nữ điên, người ta phát hiện có dịch cơ thể của vị trưởng bối. Thực ra cô ấy không chết do ngã, mà là bị bóp cổ đến chết. Khi biết sự thật này, tâm trạng tôi như sụp đổ. Ngày mưa hôm đó, cô ấy bị tôi làm tổn thương, nhưng vẫn muốn đến đón tôi. Hôm đó, khi ở trong khu rừng nhỏ, tôi thấy cô ấy khóc và không biết phải làm gì. Cuối cùng, tôi hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Không ngờ cô ấy lại gặp phải vị trưởng bối và bị kéo vào rừng sâu một lần nữa. Sự thật giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi có thể tưởng tượng được lúc đó cô ấy đã cảm thấy bất lực thế nào, tuyệt vọng đến mức nào. Cô ấy đã hy vọng biết bao có người đến cứu mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Thi thể của cô ấy thực ra không phải do vị trưởng bối phát hiện đầu tiên, mà vị trưởng bối đã tự mình đến thổi kèn siêu nơ, là để đảm bảo tội ác của mình được che giấu mãi mãi. Tôi không thể kìm nén được và bật khóc. Bố mẹ bảo tôi đừng tự trách mình. Họ nói rằng những việc sai trái, vị trưởng bối đã bắt tôi phải gánh chịu lỗi lầm của người khác. Bố tôi còn bảo, nếu cứ để người phụ nữ ấy mãi điên loạn như vậy, đi tìm chồng mình, thì có ý nghĩa gì không? Ít nhất giờ đây hai vợ chồng đã đoàn tụ dưới âm gian. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy. Khi thầy cao nhân biết chuyện này, thầy nói rằng mọi thứ đã được giải thích rõ ràng. Khi tôi đưa quỷ quan đi và bị ma quỷ bắt, đó chính là người phụ nữ điên. Nhưng cô ấy không có ý định hại tôi, mà vì cô ấy mang nỗi oán hận trong lòng, muốn cùng chồng mình yên nghỉ trong giàu sang. Cô ấy sợ liên lụy đến tôi nên không muốn tôi tham gia. Tại sao vị trưởng bối khi đang ngủ không cần phải thổi tắt đèn mệnh mà vẫn bị hại? Vì con người cần có chính khí thì ma quỷ mới sợ hãi. Nhưng ông ấy không có chính khí. Ông ấy là một kẻ bỉ ổi, tội lỗi. Tôi hỏi thầy cao nhân, tại sao vị trưởng bối lại đến gây rắc rối cho tôi? Thầy nói vì vị trưởng bối đó vốn không phải là người tốt. Người nếu làm điều xấu, sau khi chết sẽ không thể đầu thai, trừ khi tìm được một kẻ thế mạng. Nhưng kẻ thế mạng tốt nhất là người thân, tức là tìm trong dòng họ. Tôi và vị trưởng bối đó chung dòng tộc. Hơn nữa, tôi đã từng bị ma quỷ bắt, trên người mang nhiều âm khí, là lựa chọn tốt nhất của ông ấy. Nhưng vị trưởng bối đó không thể ngờ rằng vợ chồng người phụ nữ điên đã có thể đầu thai được.
có thể chuyển kiếp. Nhưng họ thả ở lại trần gian thêm vài ngày, chỉ để bảo vệ sự an toàn của tôi. Thầy cao nhân còn nói với tôi, con trai của vị trưởng bối sẽ phải trả giá sớm hay muộn. Vì vị trưởng bối đã trở thành quỷ dữ, vì áp lực phải đầu thai, nên sớm muộn cũng sẽ mất lý trí. Đến ngày ông ấy đầu thai, thì con trai ông ấy chính là người thân cận nhất. Lúc đó sẽ là lúc mọi chuyện được chứng minh. Quả nhiên, vào ngày vị trưởng bối đầu thai, con trai ông ấy qua đời, cậu ta bị treo cổ ở cổng làng, cái chết giống hệt như cha mình. Nhưng cậu ta không thể trở thành quỷ dữ để tiếp tục hại người, vì cậu ta là kẻ thế mạng, phải thay cha mình gánh chịu tội lỗi này mãi mãi, trong khi người cha đã có thể đầu thai. Ngày hôm đó, tôi đến trước ngôi mộ, người phụ nữ điên nhìn thấy tôi, nhưng không còn nồng nhiệt đến ôm tôi nữa. Cô ấy chỉ ngồi cùng chồng mình, mỉm cười và vẫy tay chào tôi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó và không làm phiền họ. Tôi cũng đứng tại chỗ và vẫy tay đáp lại. Cơ thể họ bắt đầu trở nên trong suốt dần. Hai người họ khẽ nói chuyện với nhau. Tôi không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng tôi có thể đoán được. 3 năm chờ đợi, 3 năm tìm kiếm, chồng cô ấy đã qua đời, nhưng cô ấy vẫn luôn nhớ về 3 năm qua. Chắc chắn họ có rất nhiều điều để nói với nhau. Vì vậy, tôi quyết định không làm phiền họ nữa. Cơ thể của hai người họ bắt đầu trở nên trong suốt dần, trong suốt đến mức gần như không còn nhìn thấy. Cuối cùng, cơ thể họ tan thành những chấm sáng nhỏ như sao, từ từ tan biến giữa trời đất, mang lại một chút ánh sáng cho bóng tối. Người phụ nữ điên nghịch ngợm cười với tôi, vẫy tay gọi tôi, ra hiệu cho tôi tiến lại gần. Tôi từ từ bước về phía họ. Khi tôi đến trước bia mộ của họ, hai vợ chồng đã hoàn toàn tan biến, như thể họ chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Tôi muốn biết vì sao người phụ nữ điên lại vẫy tay gọi tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống và thấy một chiếc dù rách nằm trên mặt đất. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tôi nhặt chiếc dù lên và mở ra. Chiếc dù rách không thể che hết cơn mưa, nhưng lại giống như vòng tay của cô ấy, khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi nhớ lại 3 năm qua, cô ấy luôn cầm chiếc dù để mang đến cho người chồng đã mất. Và cũng nhớ lại suốt 3 năm qua, mỗi khi trời mưa, cô ấy đều mang chiếc dù này từ làng núi đi đến thị trấn để đón tôi. Tôi cúi đầu nhìn bia mộ và không thể không cười chua chát. Suốt ngày gọi tôi là chồng nhỏ, cuối cùng thì cũng không gọi được nữa rồi. Tôi che dù và quay lưng rời đi. Sẽ không còn người phụ nữ nào cần tôi mang đồ ăn nữa. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, Gấu Sợ Hãi chúc một nửa thế giới luôn vui vẻ, xinh đẹp và rạng rỡ mỗi ngày nhé. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.